Chào các bạn, rất là vui hôm nay các bạn dành thời gian để tham gia cuộc trò chuyện về một cuốn sách có tên là Công cụ cộng sinh của Ivan Illich. Không biết ở đây là các bạn đã biết đến tác giả này chưa ạ? Vì thực sự là trong số rất nhiều những tác giả mà Bookhunter giới thiệu đến Việt Nam thông qua những cái cuốn sách mà bọn mình xuất bản thì cuốn Công cụ cộng sinh của Ivan Illich là cuốn mà khó tiếp cận nhất, và bằng chứng là hôm nay chúng ta nhìn thấy lượng người tham gia, đúng không? Có thể sẽ có một số bạn lên muộn, nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn thấy rằng là có rất là ít người tham gia và cũng ít người quan tâm đến chủ đề này cũng như là đến tác giả. Không biết là đã bạn nào nghe về Ivan Illich, đã biết về Ivan Illich trước khi mà Bookhunter giới thiệu về cuốn sách hoặc là trước sự kiện ngày hôm nay chưa ạ? Có bạn nào đã biết đến ông không ạ? Các bạn có thể có ở phần chat ạ. Bạn Trần Bảo Minh nói rằng là chưa chưa biết đến. Ok. Năm ngoái, khoảng giữa năm ngoái thì Bookhunter có xuất bản cái cuốn sách Công cụ cộng sinh này, và có thúc đẩy một số những cái hoạt động để khuyến khích độc giả đọc trước cuốn sách. Ví dụ như bọn mình có tổ chức hẳn một cái hoạt động, đấy là mời mọi người đọc trước khi mà bọn mình bấm máy in, đọc và góp ý, và kiểu cho mọi người có thể tiếp cận luôn bản ebook á. Thế nhưng mà cái lượng người đăng ký tham gia để nhận bản ebook cuốn Công cụ cộng sinh bản đọc thử, nó rất là bản đọc nói là bản đọc thử nhưng mà thực ra nó chính là full quyển luôn đấy, nhưng cái lượng người đăng ký để nhận thì rất là ít. Như thế chúng ta có thể thấy rằng là cái mối quan tâm đến cuốn sách cũng như tác giả ở Việt Nam là rất hạn hữu. Cuốn sách này mỏng thôi ạ, như người ta thấy ở trong, mình có thể cho các bạn xem ở trong hình thì nó khá là mỏng, nó chỉ dày khoảng tầm 141 trang. Mặc dù nó mỏng nhưng mà cái lượng kiến thức và những cái sức nặng của nội dung trong này thì khá nặng nề. Nó đặt ra những cái vấn đề rất là lớn mang tính thời đại. Và đấy là lý do mà khi mà cuốn sách được bọn mình xuất bản vào năm ngoái thì mình đã rất khó để có thể truyền thông về nó, bởi vì để thực sự đọc và ngẫm và hiểu sâu về nó thì đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Người mà giới thiệu cuốn sách này và tác giả này đến với Bookhunter thì là chị Nguyễn Phương Anh. Các bạn có thể biết về chị qua một số những cái tác phẩm dịch ở Bookhunter, ví dụ như là cuốn Tương lai sẽ là thái tăng trưởng và cuốn Leviathan, thì chị là dịch giả của cả hai cuốn sách đấy. Đặc biệt là chị rất là quan tâm đến các vấn đề về thái tăng trưởng và phát triển bền vững. Kỳ thực là ngay cả cái chủ đề về phát triển bền vững ở Bookhunter cũng rất ít người quan tâm. Chúng ta có thể thấy những tip về biến đổi khí hậu, về phát triển bền vững ở trên rất là nhiều các bài báo hoặc là đầu môi chót lưỡi của rất nhiều các thông điệp truyền thông. Thế nhưng mà cái sự quan tâm thực sự để hiểu về các nguyên lý trong cái sự phát triển bền vững, hay là thoái tăng trưởng, hay là làm thế nào để bảo vệ môi trường, làm thế nào để ứng phó với biến đổi khí hậu, thì thực sự là ở Việt Nam, ngay cả trong giới các nhà hoạt động cũng như là những cái người mà đang tham gia vào cái tiến trình thúc đẩy phát triển bền vững đấy thì còn hiểu biết rất là ít. Cuốn sách Công cụ cộng sinh thì là một trong số những cái tài liệu rất là quan trọng của cái xu hướng thoái tăng trưởng và phát triển bền vững, bởi vì ông Ivan Illich ấy, là đưa ra rất là nhiều những cái triết thuyết và những cái lập luận, như là một số những cái góc nhìn
mà lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khi mà đi sâu vào nội dung cuốn sách. Đầu tiên thì trước khi mà đi sâu vào cuốn sách và tìm hiểu về tác giả thì mình muốn trích một đoạn trong cuốn sách này. Một đoạn này, đây là một đoạn mà rất là, thực ra nó có thể nói là vài câu văn thôi mà mình rất là tâm đắc, và khi mà mình đọc thì mình cảm thấy rất là gần gũi với cái những cái tình trạng của xã hội mà hiện tại mình đang chứng kiến. Cái này nằm ở ngay phần giới thiệu của cuốn sách. Thuốc chữa cho quản lý tồi là quản lý nhiều hơn. Thuốc chữa cho nguyên xin lỗi, mình đọc lại nhé. Thuốc chữa cho quản lý tồi là quản lý nhiều hơn. Thuốc chữa cho nghiên cứu chuyên ngành là nghiên cứu liên ngành tốn kém hơn. Cũng như thuốc chữa cho các dòng sông bị ô nhiễm là thêm nhiều chất tẩy rửa không gây ô nhiễm nhưng tốn kém hơn. Việc tổng hợp các kho lưu trữ thông tin, việc tích trữ thêm kiến thức, nỗ lực để áp đảo các vấn đề hiện tại bằng cách cho ra nhiều ngành khoa học hơn, cuối cùng vẫn là nỗ lực để giải quyết khủng hoảng bằng sự leo thang. Đoạn văn trên muốn nói lên điều gì ạ? Đoạn văn mình vừa mới đọc muốn nói lên điều gì? Đấy là chúng ta đang tìm giải pháp bằng cách là tạo ra nhiều vấn đề hơn. Mỗi giải pháp mà chúng ta đưa ra thì nó lại gây ra nhiều vấn đề hơn đối với môi trường, đối với xã hội, đối với các tình trạng con người. Đúng không ạ? Thì chính từ cái nhãn quan này mà Ivan Illich đã bắt đầu triển khai cái hệ lý thuyết của ông, khi mà ông nhìn thấy rằng tất cả những giải pháp mà con người đưa ra thì đang đều dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Ivan Illich đã. Các bạn nhìn vào năm sinh của ông ạ. Chúng ta thấy rằng là ông, xin lỗi ở đây mình ghi nhầm, không phải 2022 đâu mà 2002. Gõ nhầm. Chúng ta nhìn thấy rằng là ông sống gần như trọn vẹn trong thế kỷ 20 và có một chút vắt sang thế kỷ 21, đúng không ạ? Ông là một linh mục công giáo. Xuất phát điểm của ông là một linh mục công giáo. Cha ông thì là một người công giáo La Mã và mẹ ông thì là một người Do Thái. Cho nên từ rất là sớm, có thể nói từ khi còn nhỏ, có lẽ rằng ông đã tiếp nhận cái tính đa văn hóa rất là thú vị. Và ông là một người Áo nhưng lại sống ở Croatia và di chuyển rất là nhiều nơi. Đồng thời ông cũng tự học rất là nhiều những ông học rất là nhiều những cái ngôn ngữ như là tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, Croatia, còn tiếng nào nữa thì mình không biết. Những cái ngôn ngữ mà mình biết là ông có thể sử dụng được, và cả tiếng Anh nữa. Thì từ rất sớm là Ivan Illich đã theo đuổi con đường trở thành một cái linh mục. Và năm 1951 thì ông đã bắt đầu được phong cái chức linh mục. Rồi khi mà mới 30 tuổi thì ông đã được trở thành một giảng viên dạy ở cái trường đại học chuyên đào tạo các linh mục, và có thể nói là cái con đường sự nghiệp trong trong cái con đường tu hành của ông là vô cùng thăng tiến. Và ông cũng, bản thân ông cũng xem cả đời của mình giống như là một cái người hành hương lầm lạc, không ngừng tìm kiếm và chất vấn những lẽ phải thông thường để mở ra những cái chân trời mới về tư tưởng, tri thức. Mọi cơ duyên trong cái hoạt động xã hội đến với ông bắt đầu từ chính cái lần mà ông bắt đầu được phong chức linh mục.
khi mà ông được phong chức linh mục thì ông cũng nhận được cái lời mời, ông cũng nhận được cơ hội để theo học sau đại học tại Đại học Princeton. Thế nhưng mà sau đấy thì ông đã bỏ qua cơ hội đấy mà ông chuyển hướng trở thành một linh mục quản sứ tại nhà thờ, một cái nhà thờ ở Washington Heights. Thì đây chính là vốn là cái khu vực của những người nhập cư Puerto Rico. Và tại cái khu vực này có tên là Incarnation, thì Illich đã giảng đạo dưới một cái tên khác, đấy là John Illich. Ông đổi cái tên này là bởi vì những cái vị cha quản đạo ở cái khu vực đấy thì góp ý rằng là cái tên Ivan này nghe có vẻ giống cộng sản. Do đó cho nên là ông bị yêu cầu là phải đổi tên thành John Illich. Thì tại cái giáo xứ này, Illich đã bắt đầu nổi tiếng lên như là một cái người đồng minh của cộng đồng Puerto Rico ở khu vực Washington Heights, bởi vì ông đã vượt qua rất là nhiều những cái khác biệt về sắc tộc. Chúng ta biết là ở Mỹ thì có cái sự khác biệt về sắc tộc và có một cái sự kỳ thị về dân nhập cư, đúng không ạ? Thì chúng ta hình dung rằng là Puerto Rico, ASEAN, thì chúng ta hình dung rằng là ông đã đứng về phía những cái người lưu vong ở Puerto Rico và tổ chức rất là nhiều các hoạt động văn hóa cho họ. Ví dụ như những cái ngày lễ hội kỷ niệm Puerto Rico hoặc là những cái vị thánh trong cái cộng đồng đó. Và đến nay thì rất là nhiều những cái cuộc diễu hành vào cái ngày Puerto Rico mà hiện nay vẫn đang tồn tại ở Mỹ, thì đấy là di sản mà Ivan Illich đã để lại. Nhưng mà cái thành công của Illich thì nói chung là không kéo dài, bởi vì khi mà ông nhận được cái sự thu hút của Tổng giám mục thì ông đã được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng của Đại học Công giáo Puerto Rico. Và chính ở cái lúc mà đang ở trên cái con đường thăng tiến đấy thì ông đã bị bãi nhiệm, bởi vì ông đã quá lớn tiếng chỉ trích cái sự dè dặt của Vatican với bom hạt nhân và chủ trương kiểm soát sinh sản. Và không chỉ dừng ở đấy, ông cũng liên tiếp bị cấm và bị hạn chế bởi vì rất là nhiều những cái phản biện kịch liệt đối với các chính sách của Vatican. Mặc dù như thế nhưng mà ông vẫn nhận được sự ủng hộ của những cái vị linh mục có chức sắc, và rồi họ giúp đỡ ông để giúp ông chuyển đến Cuernavaca. Không biết là mình phát âm có đúng không? Cuernavaca của Mexico. Và nơi đây thì ông thành lập một cái trung tâm hình thành văn hóa, gọi viết tắt là CIS, vào năm 1961. Và sau đó thì nó đã chuyển đổi mô hình thành một trung tâm tư liệu liên văn hóa, viết tắt là SIDOC. Thì cái trung tâm tư liệu liên văn hóa này là một cái nơi mà ông xây dựng nó thành một cái nơi bề ngoài thì là dạy ngoại ngữ cho các cha, nhưng thực ra nó là một nơi giao lưu rất là nhiều, giao lưu văn hóa của rất là nhiều những cái học giả và văn nghệ sĩ. Cái hoạt động của SIDOC thì nó càng ngày càng mở rộng, và đồng thời cũng liên tục đưa ra những cái quan sát và chất vấn đối với Vatican, và rốt cuộc là dẫn đến một cái điều mà tất yếu sẽ xảy ra, đấy là Ivan Illich bị triệu tập lên Vatican, xin lỗi, triệu tập đến Vatican và bị thẩm vấn. Thì cái
Sau cái lần này thì Ivan Ilic đã quyết định là từ bỏ cái chức linh mục. Và cùng lúc đấy thì ông cũng giải tán Si Đốc vì ông e ngại rằng là trung tâm sẽ bị thể chế hóa theo một cách nào đấy. Thì vào trong những cái năm 1970 ấy, thì Ilic rất là được ưa chuộng ở trên khắp thế giới, đặc biệt là cái giới trí thức cánh tả ở Pháp. Và cho đến ngày nay thì ông cũng cho đến ngày nay thì ông cũng vẫn tiếp tục được quan tâm. Thứ nhất là ông được quan tâm ở trong những cái cộng đồng văn nghệ sĩ với xu hướng là trở về hoang dã. Thứ hai nữa là những nhóm hoạt động liên quan đến thoái tăng trưởng và phát triển bền vững thì ông cũng rất có ảnh hưởng. Và thứ ba là ông được quan tâm bởi chính những cái chuyên gia công nghệ. Các chuyên gia công nghệ hiện đại thì đang sử dụng những cái luận thuyết của ông, đặc biệt là ở trong cái cuốn Công cụ cộng sinh ạ. Họ sử dụng những cái luận thuyết của ông để xem xét và phê bình những cái xu hướng của mạng xã hội và những cái công cụ công nghệ khác. Chị dịch giả của cuốn sách là chị Phương Anh ấy, chị có từng gặp một chuyên gia công nghệ. Ông này có tên là Roberto Sibin, là một cái người mà một giáo sư ở Ireland, và ông ấy rất là có ảnh hưởng trong cái giới phê bình và nghiên cứu về xu hướng phát triển của mạng xã hội. Thì chị Phương Anh cũng đã thực hiện một cái cuộc trò chuyện với Roberto Sibin về cái tư tưởng cộng sinh của Ivan Illich. Mình gửi thông tin ở trong phần chat này nhé. Các bạn có thể xem cái link này ạ. Đây là bài trò chuyện của chị dịch giả Nguyễn Phương Anh với ông Roberto Sibin về cái vấn đề liên quan đến tính cộng sinh trong mạng xã hội. Thì Roberto Sibin đã nhận định như thế này về ảnh hưởng của Ivan Illich ạ. Mặc dù các khái niệm mà Ivan Illich đưa ra về tính cộng sinh hiện nay thường được dùng để làm khung phê bình các nền tảng mạng xã hội, nhưng có điều thú vị là các ý tưởng của ông cũng ảnh hưởng tới những nhà tiên phong về Internet và truyền thông kỹ thuật số như Stewart Brand và Lee Felsenstein. Theo Roberto và cộng sự, đó là vì những năm 1970, Ivan Illich thường xuyên đến Berkeley, ở một nơi được coi là cái nôi của văn hóa mạng. Bản thân Ivan Illich không kêu gọi sự xóa bỏ thể chế, công nghệ và sự chuyên nghiệp hóa, mà ông muốn tìm tới một sự cân bằng. Điều này thể hiện qua thái độ lưỡng lự của ông đối với công nghệ thông tin và truyền thông. Mới bắt đầu vào thời nay, ông không hoàn toàn phản đối công nghệ này vì bản thân ông cũng đang nghĩ tới và mơ về khả năng có thể dùng máy tính để tạo ra một mạng lưới những người có cùng mối quan tâm. Hay ông cũng có ý tưởng về chiếc băng ghi âm có thể được truyền đi giữa nhiều người để cùng nhau chia sẻ ý tưởng chung. Chúng ta thấy là đây là những cái ý tưởng của ông về mạng xã hội cũng như là về cái công cụ Meet mà chúng ta đang sử dụng này, đúng không ạ? Mặt khác, trong bài tiểu luận Sự yên tĩnh là của chung, Ivan Illich cũng bày tỏ sự lo ngại rằng những công nghệ như máy tính có thể bằng cách nào đó tác động đến con người giao tiếp với nhau, và chúng ta có thể thấy đây đúng là điều gần đây đang diễn ra trên Internet. Vậy nên dù không phản đối công nghệ, nhưng theo Roberto và cộng sự, Ivan Illich muốn nhấn mạnh việc chúng ta không thể mở rộng quy mô mãi vì luôn cần phải giữ mối liên hệ với môi trường lân cận, phải đan xen và luôn tạo điều kiện để cộng đồng là yếu tố chính trong những gì họ thực hiện. Và Roberto cho rằng đây là giải pháp mà Ivan Illich đưa ra về cách con người nên tương tác với công cụ và công nghệ.
Và đặc biệt là Evangelic cũng có ảnh hưởng đến một tác giả khác. Tác giả này thì bán rất chạy ở Bookhunter, đấy chính là John Hone. John Hone là cái người mà là một nhà tư tưởng mà đã có ảnh hưởng rất là lớn trong cộng đồng homeschooling và cái phong trào homeschooling tại Mỹ. Thì người mà thực sự gây ảnh hưởng và có thể gọi là tạo ra một cái cú hích lớn trong tư tưởng và hành động của John Hone thì chính là Ivan Illich. Thậm chí là John Hone còn nói rằng là ông sẽ dành cả cái quãng đời còn lại của ông ý kể từ khi gặp Ivan Illich để hiện thực hóa những cái tầm nhìn của Ivan Illich bằng chính cái cộng đồng homeschooling của ông. Chúng ta có thể xem qua cái mục lục của cuốn sách ạ. Cuốn sách có tất cả là 5 chương. Trong đấy thì phần giới thiệu cũng là một phần rất đáng đọc, bởi vì nó giống như là một cái quá trình gợi mở và khai nhãn để dẫn dắt chúng ta bước vào những vấn đề mà đặt ra ở sau. Chương 1 thì ông ấy bàn về hai bước ngoặt ở đây tức là hai cái bước ngoặt lớn trong tiến trình con người sử dụng công cụ, mà cái câu chuyện mà ông lấy làm ví dụ như một một cái tiền đề để đi vào cái lý thuyết, thì đấy chính là câu chuyện y học. Lát nữa thì chúng ta có thể đi sâu vào câu chuyện này sau. Tuy nhiên mình có thể nhắc qua ở đây hai bước ngoặt này chính là: bước ngoặt thứ nhất chính là khi mà con người bắt đầu biết mô hình hóa hệ thống y tế hiện đại. Và lúc đấy, lần đầu tiên, cái lượng bác sĩ được đào tạo ra, lượng y bác sĩ được đào tạo ra với tốc độ nhanh và có thể nhanh chóng chữa bệnh với độ chuẩn xác cao, với những cái kết quả có thể đo đạt được. Và cái việc đó thì nó đã tạo ra một bước ngoặt của lịch sử, đấy là con người có thể sống lâu hơn, có thể khỏe mạnh hơn, và đồng thời thì họ lao động nhiều hơn và họ dẫn đến một trường hợp là họ chấp nhận cái hoàn cảnh sống tồi tệ nhiều hơn. Thế đó nghịch lý đấy. Và dẫn đến một cái hiện trạng nữa mà nó gây ra cái bước ngoặt thứ hai, đấy là cùng lúc đó thì sản sinh ra nhiều bệnh hơn, và những cái bệnh này là những bệnh mà nảy sinh trong cái quá trình y tế hiện đại thực hiện những cái cuộc chữa bệnh. Thì đấy chính là hai bước ngoặt. Hai bước ngoặt này có thể hiểu rằng là một bước ngoặt thì là sự phát triển của công cụ, và bước ngoặt thứ hai thì nó chính là cái hệ quả của công cụ gây ra và khiến người ta lại phải lệ thuộc hơn vào công cụ. Chương thứ hai là tái thiết kế cộng sinh. Thì ở đây ông bắt đầu gợi mở cái tầm nhìn về cộng sinh và so sánh giữa những cái công cụ mang tính thao túng với công cụ mang tính cộng sinh. Chương thứ ba thì bàn về cán cân đa chiều, với những cái tiểu mục nhỏ này nói lên những cái chủ đề chính của chương rồi ạ. Đó là suy thoái sinh học này, độc quyền triệt để này, lập trình quá mức, phân cực, sự lỗi thời, sự thất trí này. Chương 4 thì bàn về sự hồi phục, bao gồm là hóa giải cái sự thần thoại hóa đối với khoa học. Thứ hai nữa là khám phá lại ngôn ngữ, và thứ ba là phục hồi quy cách pháp lý. Và chương 5 thì ông bàn về sự đảo ngược chính trị, là các huyền thoại và các đa số, từ tan rã đến hỗn loạn, cái nhìn thấu đáo với khủng hoảng và thay đổi đột ngột. Cuốn sách này có thể nói rằng là mang tính chất tầm nhìn của Ivan Illich, và khi mà chúng ta đọc nó thì chúng ta sẽ có thể hiểu hơn. Và bản thân Ivan Illich thì là một tác giả có rất nhiều những cái tác phẩm lớn, đặc biệt là những cái tác phẩm bàn về giáo dục và y tế và năng lượng. Nhưng mà
Đến nay thì Book Hunter mới dịch được một cuốn thôi, và không biết được rằng là với tình trạng mối quan tâm của mọi người đối với cuốn sách này như thế thì không rõ là có đủ lực để mà dịch tiếp các cuốn sau của Ivan Illich hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử tìm hiểu xem công cụ là như thế nào. Các bạn có thể cho mình biết được rằng là các bạn định nghĩa thế nào là công cụ không ạ? Có bạn nào sẵn sàng bật mic để chia sẻ với mọi người thế nào là công cụ không ạ? Mời các bạn. Hoặc là nếu ngại thì các bạn có thể gõ ở phần chat ạ. Ok, mời Quân. Thì theo em công cụ là những cái thứ mà là những cái tạo vật tạo tác mà con người tạo ra và biến đổi thiên nhiên để phục vụ một cái mục đích cụ thể nào đấy, tức là for an end, một cái đúng rồi, cho một cái mục đích nào đó. Ok, cảm ơn Quân. Có ai có ý kiến khác không ạ? Có ai có ý kiến khác không ạ? Bạn Thủy cho biết rằng là không biết là Thủy hay Thúy ạ. Thứ công cụ là thứ vật cụ thể giúp ta có thể làm một việc nhanh, dễ, tốt hơn trước đây. Trước đây không làm được. Ok, Thúy. Cảm ơn Thúy. Có bạn nào có ý kiến khác nữa không ạ? Thực ra quan điểm của Ivan Illich hơi khác một chút. Đấy là Ivan Illich không cho rằng công cụ chỉ đơn giản là những vật hữu hình. Công cụ có một cái hàm nghĩa rộng hơn. Các bạn có biết cái cuốn sách Bộ Công cụ Mới của Francis Bacon không ạ? Hoặc là cái sách về công cụ, Bộ Công cụ của Aristotle. Khi mà ông bàn về một loạt các tư duy như là logic hay phạm trù thì ông gọi đấy là công cụ. Ông dùng cái từ tool, chúng ta phân biệt giữa khái niệm tool nghĩa là công cụ với cả instrument, dụng cụ. Dụng cụ chỉ là một phần của công cụ. Thế thì có vẻ công cụ nó có cũng thể là những cái mẫu hình suy nghĩ nữa nhỉ? Đúng rồi, có thể là các mô thức suy nghĩ này, thậm chí là một cái hệ thống pháp luật này cũng là công cụ này, đúng không ạ? Hệ thống giáo dục, một mô hình giáo dục cũng là một công cụ này. Ví dụ như mô hình giáo dục đại chúng với một loạt các tiêu chuẩn mà chúng ta nhìn thấy, nó cũng là một công cụ ấy. Tôn giáo cũng là một công cụ, và ngay cả cái ngôn ngữ mà chúng ta đang nói đây thì nó cũng là một công cụ. Và chúng ta thấy rằng là con người rất là đam mê công cụ. Từ rất là sớm so với cả các động vật khác thì con người đã biết cách sử dụng công cụ. Nếu như mà chúng ta tin theo thuyết tiến hóa nhé, đây mình giả định theo thuyết tiến hóa, chứ mình cũng không chắc chắn lắm rằng mình ủng hộ thuyết tiến hóa, thì con người từ rất sớm là đã học cách sử dụng công cụ, bởi vì so với các loại động vật khác thì như chúng ta thấy là con người yếu hơn. Chúng ta không nhanh, không mạnh, móng không sắc, răng không sắc, không khỏe, và chính rất là nhiều những cái sự hạn chế trong cái sự phát triển về cơ thể của con người, trong khi con người lại mong muốn là mình có thể sống lâu hơn, có thể sống lâu hơn này, rồi có thể di chuyển được nhiều hơn.
rồi có thể tương tác tốt hơn. Nói chung là rất nhiều con người rất nhiều mong muốn, thì nó dần dần thì nó tạo ra một cái động lực, đấy là con người sáng tạo nên rất là nhiều công cụ để khiến cho cái đời sống của mình tối ưu hơn. Có những công cụ thì nó mang tính chất hữu hình, đấy là những cái dụng cụ lao động, những cái dụng cụ sinh hoạt, không phải chỉ riêng lao động nữa mà đơn giản là mà đôi khi còn cả sinh hoạt nữa. Rồi những cái rồi dần dần tối ưu hóa lên cái ngôn ngữ của chúng ta, đúng không? Rồi tạo ra những cái công cụ để truyền giao tri thức, để lưu trữ, rồi tạo ra những cái công cụ để quản trị xã hội tốt hơn. Chính trị là một công cụ để giúp cho phân chia xã hội tốt hơn. Đấy là tốt hơn trong bối cảnh lúc đấy thôi. Chứ còn có thể đến bây giờ thì đã có những công cụ chính trị khác. Thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều công cụ được sáng tạo ra. Và có thể nói không ngoa rằng là con người là một sinh vật thích thiết kế công cụ, thích sử dụng công cụ. Và chúng ta thấy rằng là gần đây thì AI cũng là một công cụ, đúng không ạ? Và chúng ta đang sử dụng rất nhiều các loại công cụ khác nhau trong đời sống của mình. Các bạn có thể thử nghĩ xem là chúng ta đã sử dụng bao nhiêu công cụ trong đời sống của mình. Có bạn nào có thể sẵn sàng chia sẻ không ạ? Xem là chúng ta đã và đang sử dụng bao nhiêu công cụ trong đời sống của mình. Thử làm một phép tính nhé. Bạn bảo mình nói ra hả? Con người cũng có thể là công cụ để đạt được mục đích. Đúng rồi ạ. Đấy mới là vấn đề đấy. Nhiều vô số kể, đúng không ạ? Như mình hiện tại bây giờ đời sống bình thường của mình là cũng sử dụng rất 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 nhiều công cụ, và chúng ta cũng đang sử dụng công cụ để liên lạc với nhau. Một tháng các bạn chi tiền bao nhiêu cho công cụ? Em nghĩ phải tầm 1 triệu gì đấy cả thuế Một cả phần triệu á. mềm, đấy là riêng các phần mềm mà mua thôi, còn lại thuế chắc là các thuế sang tháng là tầm 2 triệu trở lên, Ok, còn quần áo nữa. quần áo thỉnh thoảng mũ Ok, với cả đều nó còn đặn là hai. tùy. Vâng. Sorry mọi người, mình định nói Vâng, tức là mời chị. cả là tùy xem là mình chọn cái gì là công cụ ấy, chẳng hạn như là nhà ở đối với một người thì nó không phải là công cụ, nhưng đối với người khác nó là công cụ để được tự do chẳng hạn. Thực ra thì nhà ở là một dạng công cụ. Không, chúng ta không bàn về việc là đối với người này người kia hay như thế nào, mà công cụ thì nó là công cụ thôi. Nó là một thứ hỗ trợ thêm cho đời sống của mình. Trừ phi là chị sống không nhà không cửa, không cần phải ở thuê đi lang thang, thì ok, nhà không không có nhà để làm công cụ cho mình. Có khả đấy, chúng ta thấy là chúng ta lệ lệ thuộc vào công cụ rất là nhiều, đúng không ạ? Và xung quanh chúng ta tất cả mọi thứ mà chúng ta đang sử dụng nó đều là công cụ, kể cả những thứ mà đang chi phối chúng ta nó cũng là công cụ. Và Ivan Illich khẳng định như thế này về công cụ, đấy là công cụ nằm trong bản chất của các mối quan hệ xã hội. Mỗi cá nhân liên hệ hành động của bản thân với xã hội của mình thông qua việc sử dụng các công cụ mà cá nhân đó chủ động làm chủ, hoặc các công cụ người khác dùng để tác động lên cá nhân đó. Cá nhân làm chủ công cụ của mình đến đâu thì có thể tác động lên môi trường theo ý mình đến đó. Còn cá nhân bị công cụ của mình làm chủ đến đâu thì sẽ bị hình dáng công cụ tác động lên ý thức về bản thân đến đó. Như thế chúng ta thấy ở đây rằng là chúng ta có rất nhiều các công cụ
chúng ta bị chi phối với rất nhiều các công cụ, chúng ta sử dụng rất nhiều công cụ. Thế nhưng mà liệu chúng ta sử dụng nó một cách chủ động, một cách tự chủ, hay là chúng ta bị nó chi phối? Đấy là cái sự khác biệt. Các bạn thấy mức độ của chúng ta bị chi phối đến đâu ạ? Các bạn có thể gõ ở phần chat được không ạ? Hoặc là nếu ai hứng thú có thể chia sẻ xem là chúng ta đã bị chi phối đến đến mức độ như thế nào. Mời các bạn. Như mình là mình tự thấy mình bị lệ thuộc vào công cụ nhiều phết đấy ạ. Quen viết ở trên máy tính cho nên là những lúc mà ý tưởng nảy ra ấy, mà không có máy để có thể bật lên để viết thì là kiểu sẽ bị miss và quên chẳng hạn như thế, trong khi đấy người khác thì có thể dễ dàng ghi nhớ thuộc luôn cái thứ mà mình vừa nghĩ ra, hoặc là tối thiểu là họ tìm bậy bạ ở đâu đấy một tờ giấy bị rơi hoặc là ở giữa đường chẳng hạn để họ đưa ra cái ý tưởng đấy, nhưng mà mình tự thấy rằng mình bị lệ thuộc vào cái công cụ sử dụng ở trên máy tính. Thời nhân văn giai phẩm có những ông còn phải viết thơ ở trên giấy vệ sinh. Xin lỗi, cũng không phải nhân văn giai phẩm mà thời những năm sau 90 có những cái nhà thơ mà họ bị đẩy ra ngoài rìa do cái hậu quả của vụ nhân văn giai phẩm, thì họ quá nghèo ấy, không đi lang thang không nhà nữa, thì họ thậm chí còn viết ở trên mấy cái tờ giấy ăn, giấy vệ sinh người ta vứt ra. Nên, nhưng mà chính bản thân mình không làm được việc đấy, chứng tỏ là mình đã bị lệ thuộc vào công cụ đúng không? Còn các bạn thì sao ạ? Có bạn Trần Bảo Minh rất là chân thành, chắc không có công cụ không được. Thực ra là tất yếu là chúng ta sẽ phải sử dụng công cụ rồi, chứ không phải là chúng ta từ bỏ tất cả mọi công cụ, mà ở đây là chúng ta có bị lệ thuộc vào một dạng công cụ nào đấy hay không. Cái sự lệ thuộc nó nằm ở chỗ đấy. Ví dụ như là buộc phải ở trong nhà chung cư chẳng hạn, xuống nhà đất không chịu nổi, thì đấy là một sự lệ thuộc. Thí Trần cho biết là nỗ lực từ bỏ công cụ không thành công. Ở đây đã có bạn nào đọc hoặc là xem bộ phim Into the Wild chưa ạ? Chắc là phim này thì bạn Quân có xem rồi. Chắc em chưa. Yeah, chưa xem à? Ok. Mọi người có thể xem bộ phim này. Hiện tại cũng có sách, nhà sách của Nhã Nam xuất bản, có tên là Về với hoang dã hay sao ấy. Nhưng mà nói chung là nên xem phim, bởi phim quay đẹp, mình thích phim hơn. Phim quay đẹp và nhạc thì hay. Thì có nói về một cái anh tự đặt tên cho mình là Alexander Supertramp. Anh ý Đây là câu chuyện có thật. Anh ấy từ bỏ toàn bộ cái đời sống văn minh của anh ấy cắt căn cước công dân đi, cắt hết thẻ và từ bỏ trường đại học. Lúc đấy anh ấy vừa mới đỗ Harvard mà anh ấy bỏ, và anh ấy đi lang thang, đi vào những cái nơi hoang dã, và sau đấy cuối cùng anh ấy đã chết ở trong hoang dã. Bởi vì là anh ấy không không có thuốc ấy, thì ăn phải một cái loại lá cây, ăn nhầm một cái lá cây, mà lá cây đấy là lá cây có độc. Nhưng mà anh ấy xem sách sinh học, mang theo mỗi quyển sách sinh học, và khi nhìn các hình vẽ thì anh ấy thấy rằng là cái hình vẽ đấy tương đồng với cái hình vẽ ở trong cái quyển sách sinh học đấy, là cái loại rau ăn được. Nhưng mà không ngờ rằng là đấy là một cái loại rau mà
nó cái lá nó hơi giống với cái loại rau đấy thôi, còn thực ra nó là một loại lá độc. Thì sau đấy anh ấy bị ăn phải lá đấy trúng độc và bị tiêu chảy đến chết. Ok, Trang ở đã xem lâu rồi. Đúng rồi ạ. Đấy là một cái nỗ lực của một con người cố gắng thoát ra khỏi công cụ. Và khi mà thoát ra khỏi công cụ thì để cố gắng tìm kiếm xem là cái phạm vi thực sự của con người có thể mở rộng được đến đâu khi mà không bị lệ thuộc vào công cụ. Thì chúng ta thấy rằng là con người khi mà không lệ thuộc vào công cụ thì rất là mong manh. Cho nên là Ivan Illich có thể ông ấy còn ông sử dụng một cái hình ảnh đấy là công cụ như là một cái cánh tay nối dài của con người. Nhưng mà đôi khi cẩn thận, nếu không thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng là con người trở thành cánh tay nối dài của công cụ. Ở đây không biết là có bạn nào đã sử dụng AI để làm việc chưa ạ? Bạn Hồng Quân chưa sử dụng AI làm việc. À, bạn Thúy Trần cũng sử dụng AI làm việc rồi. Bạn Bảo Minh cũng dùng rồi. À, ví dụ như có một số các công việc của bọn mình thì nó liên quan đến hoạt động truyền thông thì sẽ là phải viết những cái thông tin và đăng lên mạng xã hội để truyền thông về quyển sách đúng không? Hoặc là truyền thông về một hoạt động gì đấy. À, nó trở thành một cái nghịch lý rất là buồn cười. Đấy là ngày xưa thì mình sẽ là cái người mà sẽ mình hoặc các bạn nhân viên sẽ là người sáng tạo nội dung rồi các thứ, công cụ đóng vai trò là để thiết kế để tối ưu. Thế nhưng mà bây giờ khi mà AI có thể viết thì tự nhiên mình trở thành người đăng và nó trở thành người sáng tạo, nó rất là nghịch lý. Người ta thấy rằng tự nhiên chúng ta trở thành cánh tay nối dài của AI ấy. Thì cái sự xuất hiện của AI nó khiến cho mình phải đọc kỹ hơn lại cái cuốn sách Công cụ cộng sinh này. Và hôm nay thì mình mới quyết định chọn là chia sẻ về cuốn sách, bởi vì thực ra thì cuốn sách xuất bản lâu rồi, nhưng cái giai đoạn khi mà mới xuất bản ra thì mình chưa đọc kỹ, mình mới chỉ đọc lướt. Và bây giờ mới thực sự là ngồi và đọc kỹ lại cuốn sách, và đặc biệt là khi mà có cái trải nghiệm về AI để thấy rằng là mình hoàn toàn có thể bị lệ thuộc đến mức như thế nào. Bởi vì các công cụ khác thì cái tính lệ thuộc của mình nó rất là ít. Và cái sự chị cái đứng trước cái áp lực gọi là nó thay thế nó không nhiều. Thế nhưng mà khi mà sử dụng AI thì mình bắt đầu nhìn thấy rằng là kiểu mình bỗng dưng trở thành người hầu của nó, thấy rất là buồn cười. Nó cũng cho mình một cái nhãn quan khác để mình đọc lại cuốn sách một cách nghiêm túc hơn. Thì như thế chúng ta thấy rằng là chúng quay trở lại với cuốn sách thì chúng ta thấy rằng là Ivan Illich có một định nghĩa hoàn toàn khác về công cụ, và ông cũng gợi mở chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ phải tư duy lại về công cụ và chúng ta xem xét công cụ nó giống như là một một thứ nằm ở giữa các mối quan hệ xã hội và liên hệ đến các dạng hành động xã hội của con người. Và nó đòi hỏi rằng là chúng ta sẽ phải làm thế nào để làm chủ công cụ và tự chủ trong cái việc sử dụng công cụ, thay vì là nó lấn át mình và nó kiểm soát mình và biến mình trở thành nô lệ của nó. Em thấy ý này, em Vâng. thấy ý này khá Ừ. là hay, nhưng mà em cũng đang 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 tức là trừ với AI đấy thì em cũng đang không, khi mà mình nói là công cụ, mình có thể là nô lệ của công cụ ấy,
thì mình cũng đang coi như là công cụ của một cái gọi là cái agency của nó ấy. Thì điều này khiến em không cảm thấy là nó hơi mở rộng nghĩa của cái từ của từ làm nô lệ, tức là nó gần giống như kiểu là người ta có vài ông bảo là con người thuần hóa các loại như kiểu chó mèo gà cây cỏ lúa rồi các thứ, hay là những cái loại đấy mới thuần hóa con người, thì ít nhất em cảm thấy là những cái loại đấy nó cũng có cái gọi là cái agency, có cái không hẳn là cái gọi là cái chủ thể tính của nó. Nhưng mà với công cụ thì em đang chưa thấy là nó có cái gọi là, tức là mình có thể đúng là mình lệ thuộc vào một cái sự vật, một cái vật ở đấy, ví dụ như máy tính hay là cái quyển sổ hay là một cái sách nào đấy, nhưng mà để nói nó lại là làm chủ mình thì em nghĩ là hơi mở rộng nghĩa của cái từ làm chủ quá. Thực ra ở đây có thể hiểu rằng là chúng ta khi mà chúng ta sa đà vào ngôn ngữ thì chúng ta cũng đang bị một kiểu lệ thuộc vào một dạng công cụ đúng không? Nhưng mà thôi mình bỏ qua cái chuyện đấy mà mình tập trung vào việc rằng là cái từ làm chủ hoặc là cái việc mà mình bị nô lệ ở đây ấy, có nghĩa là mình bị lệ thuộc, có thể hiểu là như vậy, có thể hiểu một cách chung chung là như vậy. Và cái sự lệ thuộc này thì nó sẽ khiến mình tự tước bỏ một số những cái phẩm tính của mình để mình thích ứng với công cụ. Và ở phần sau thì ông bàn rất là kỹ về vấn đề này thì mình sẽ đi tiếp nha. Quay trở lại với cuốn sách thì ngành y là một cái ngành ví dụ mà Ivan Illich đặc biệt rất quan tâm khi mà bàn về cái sự độc đoán của công cụ và nó đã chi phối cái đời sống của mình đến mức như thế nào. Ngoài cái cuốn sách Công cụ cộng sinh này ra thì ông có một quyển sách khác tên là Medicine Nemesis. Riêng cuốn đấy thì bàn rất sâu về ngành y. Mình cũng chưa có cơ hội được đọc kỹ về cuốn sách đấy. Chắc là bạn nào hứng thú với y học thì có thể đọc kỹ hơn. Tại mình cũng thể loại rất là ít lệ thuộc vào ngành y, cho nên mình gần như mình không quan tâm. Ví dụ như mình không, chắc là phải rất lâu rồi mình không đến bệnh viện, trừ phi là bệnh nặng, cực nặng, đứng trước nguy cơ sống chết thì mới nghĩ đến chuyện là đi cấp cứu. Mà lúc này cũng không phải là mình nghĩ mà người khác nghĩ. Chứ còn bình thường thì không bao giờ lệ thuộc vào ngành y, cho nên là cũng chưa dành nhiều mối quan tâm với nó. Tuy nhiên là chúng ta có thể nhìn thấy trong COVID-19 đúng không ạ? Ngành y đã chi phối đến chúng ta đến mức như thế nào? Một dịch bệnh được phát hiện và chúng ta được báo rằng có đại dịch. Và đại dịch đấy thì nảy sinh từ phòng thí nghiệm. Chứ nó không phải là một cái bệnh mà đến từ thiên nhiên, không phải đến từ tự nhiên. Và cái giải pháp đưa ra thì tất cả mọi người tiêm vaccine. Và bất chấp rằng là có rất nhiều người thì không, cơ thể họ không thể nào mà tiếp ứng được vaccine, thế nhưng mà không thể nào tiếp nhận được vaccine, thế nhưng mà họ vẫn bị bắt buộc phải tiêm. Và cho đến gần đây thì họ công bố rằng là vaccine có thể gây hại, và toàn bộ cái quyền tự quyết của chúng ta trong cái sự ứng phó đối với dịch bệnh thì xét về mặt xã hội, mình ở đây mình nói là xét về mặt xã hội nhé, có những người thì họ sẽ không bị lệ thuộc vào điều đấy, nhưng có rất nhiều người thì là bị lệ thuộc hoàn toàn vào cái công cụ y học hiện đại, và họ đặt niềm tin, họ trao quyền cho công cụ y học hiện đại và dẫn đến việc là họ chấp nhận tiêm thậm chí lên đến 4 mũi vaccine. Và sau đấy thì bắt đầu xảy ra rất là nhiều những cái sự suy giảm về sức khỏe của họ sau này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đấy là một cái trường hợp mà chúng ta có thể chứng kiến gần đây nhất về cái sự đặt của công cụ. Cụ thể ở đây chính là
cái ngành y học hiện đại lên cái đời sống của chúng ta. Và Ivan Illich đã mượn cái câu chuyện của ngành y để mở đầu toàn bộ những cái chất vấn về sự lệ thuộc con người và công cụ. Mình cũng không biết tại sao ông lại hứng thú với ngành y đến thế. Có thể rằng vì ông tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác, mà cụ thể ở đây như chúng ta đã tìm hiểu về cuộc đời của ông là ông tiếp xúc với những nền văn hóa ở Puerto Rico, ở Mexico, đấy là những cái khu vực mà họ có cái đời sống bản địa và cái truyền thống bản địa, thậm chí là cái y học bản địa cũng rất là phát triển. Thì ông ấy nhìn thấy có rất nhiều những cái nghịch lý, có thể ông nhìn thấy những cái nghịch lý về cái việc là y học bản địa thì có thể chữa được, còn y học hiện đại không chữa được. Đấy là một giả định của mình thôi, bởi vì bản thân mình khi mà nhìn một số trường hợp thì cũng thấy y học phương Tây hiện đại thì không chữa được bệnh, nhưng mà mấy cái ông lang vườn thì lại xử lý được. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó có thể gây ra cho Ivan Illich những cái trăn trở, những cái câu hỏi về bản chất thực sự của ngành y học hiện đại là gì. Bởi vì cái ngành y học hiện đại mà như chúng ta mới biết hiện giờ, nó mới chỉ bắt đầu xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 thôi. Còn trước đấy, y học của phương Tây cũng giống như tất cả các nền y học khác cổ truyền thì đều đi lên bằng thảo dược, thảo mộc và những cái hình thức khám bệnh mà chưa có công cụ đo đạc gì. Đầu thế kỷ 20 thì những cái sự tiến bộ về khoa học ấy, nó mới tạo ra những cái cỗ máy, những cái bộ máy mà có thể đo đạc được cái hiệu quả của việc khám chữa bệnh. Và cả một nền y học đã được xây dựng dựa trên cái công cụ đó. Và y học cũng trở thành một dạng công cụ để đảm bảo các yếu tố đánh giá của những cái bộ máy đó. Và bắt đầu từ thế kỷ 20 thì như mình đã đề cập ở trên, là lần đầu tiên y tế được tổ chức một cách bài bản với quy trình đào tạo đo đạc hiệu quả khám chữa bệnh. Và điều này mang cái cơ hội cho 50% cơ hội sống cho con người. Ivan Illich chỉ ra rằng là, và thực ra thì khi mà nhìn những cái trường hợp y học bản địa khác ấy, thì cũng tạo được cái kết quả tương tự. Nhưng mà y học hiện đại thì nó chữa trị một cách nhanh hơn, hồi phục một cách nhanh hơn, và có sự ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Và đặc biệt là khi mà chiến tranh xảy ra, ta thấy đầu thế kỷ 20 là có rất là nhiều các cuộc chiến đúng không ạ? Thì cái phương thức y học hiện đại nó bắt đầu được trao quyền nhiều hơn, do bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu chữa bệnh rất là nhanh ở trong các cuộc chiến tranh. Thêm nữa là những cái tiến bộ về khoa học và vệ sinh dịch tễ thì nó cũng khiến cho rất là nhiều những cái căn bệnh huyền thoại được coi rằng là sự trừng phạt của Chúa hay là quỷ ám thì cũng dần trở thành bị vô hiệu hóa, bởi vì những cái liệu pháp vệ sinh dịch tễ bị, hoặc là về vệ sinh an toàn trong môi trường, ví dụ như là giữ cho nguồn nước sạch thì sẽ không bị các chứng kiết lỵ các thứ đến mức mà phải mất mạng đúng không ạ? Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hoặc là kiểu để phòng bệnh giang mai. Hồi xưa bệnh giang mai cũng là một cái bệnh mà kiểu bị coi như lời nguyền, như quỷ quỷ ám ấy. Thì để phòng bệnh giang mai thì người ta chỉ cần giữ các hình thức vệ sinh trong quan hệ tình dục, hay là tiếp xúc nước bọt và máu, hoặc là để ngăn ngừa cái chết đen dịch hạch thì chỉ đơn giản là giữ vệ sinh thật sạch và diệt chuột thôi. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự tiến bộ này cũng khiến cho cái việc mà cái đời sống của con người trở nên vệ sinh và sạch sẽ hơn.
Thế nhưng mà đáng ra y học phải, cái sự tiến bộ y học đấy nó phải là một cái công cụ mà nó giúp cho con người có thể tự bảo vệ mình tốt hơn đúng không ạ? Tức là có thể tự chủ trong việc chăm sóc y tế cho bản thân. Thì ngành y đã thực hiện một việc, đấy là càng lúc càng trở nên độc quyền hơn, đòi hỏi cái sự độc quyền nhiều hơn. Ivan Illich viết thế này ạ: nghịch lý thay, công cụ càng trở nên đơn giản thì ngành y càng đòi độc quyền sử dụng chúng, bác sĩ càng được đào tạo lâu hơn trước khi được phép sử dụng loại công cụ đơn giản nhất một cách hợp pháp, và toàn bộ dân chúng càng cảm thấy phụ thuộc vào bác sĩ. Việc giữ vệ sinh từ một đức tính tốt đã biến thành một thứ nghi lễ được chuyên nghiệp hóa và một ngành khoa học được tôn thờ. Ở đây, Ivan Illich không bài trừ những tiến bộ của ngành y khoa, mà ông bài trừ cái việc độc quyền hóa của ngành y. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy chúng ta có một số các triệu chứng bệnh, thế nhưng mà chúng ta đi khám thì bác sĩ bảo là chẳng có bệnh gì, bởi vì những cái biểu hiện đấy không nằm trong cái danh sách danh mục bệnh của họ, và lập tức cho rằng là người đấy không có bệnh gì cả. Đây là một hiện trạng đặc biệt đối với cơ thể phụ nữ. Có một cái quyển sách mà bạn Sophia Ngô dịch cho nhà xuất bản phụ nữ mãi vẫn chưa được xuất bản, 2 năm rồi đang chờ đợi bên nhà xuất bản phụ nữ xuất bản. Thì cuốn sách đấy là cuốn sách của Bookhunter giới thiệu và kết nối để Sophia Ngô dịch với bên nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam. Thì cuốn đấy có tên là Unwell Woman. Thì ở trong cuốn sách đấy cũng liệt kê một loạt những cái hiện trạng bệnh ở phụ nữ mà nó không nằm trong các danh mục mà đang được giới y học coi là bệnh. Và điều đấy khiến cho phụ nữ không được đối xử một cách công bằng ở trong khi mà đi khám chữa bệnh. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang lệ thuộc vào một cái công cụ, và công cụ đấy đưa ra một cái phán quyết cho chúng ta rằng là chúng ta có bị bệnh hay không. Tức là cái quyền phát ngôn về việc rằng là tôi đang bị bệnh cũng đang bị hạn chế bởi chính cái công cụ. Thế nhưng mà cái hệ thống y học hiện đại mà đang được thiết kế theo kiểu mô hình lớn như vậy thì được đặc biệt được ưa chuộng. Ngoài cái đảm bảo cái các mục tiêu của quân sự ra thì cũng được bộ máy công nghiệp ưa chuộng. Theo các bạn, tại sao hệ thống công nghiệp lại ưa thích cái mô hình y học hiện đại này? Ngoài cái việc là chữa bệnh có thể kiếm rất nhiều tiền ra thì theo các bạn còn có nguyên nhân nào khác không ạ? Một cái tầng lớp lao động ổn định Đúng rồi. liên tục có thể công hiến theo tư bản. Chính xác, đấy là tự nhiên con người trở thành những chiến binh bất hoại, có thể cống hiến được nhiều nhiều sức lao động hơn, sẵn sàng lao động ở trong cái môi trường tồi tệ hơn và chịu đựng được cái môi trường tồi tệ nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên là hệ thống công nghiệp yêu thích cái cách y học hiện đại vận hành như vậy lắm. Như thế là con người có thể chấp nhận được ô nhiễm môi trường này, chấp nhận được khí hậu khắc nghiệt này, chấp nhận được sử dụng thực phẩm có hại cho sức khỏe này, chấp nhận việc sinh hoạt không điều độ, làm việc quá giờ, không không hề gì cả. Bởi vì đã có y học lo. Và chúng ta cũng ngày càng lệ thuộc hơn vào cái cơ chế bệnh viện. Có nghĩa là bởi vì đằng nào chúng ta cũng không được phát ngôn rằng là mình có bệnh, hoặc là đằng nào chúng ta cũng không thể nào tự chữa được, bởi vì đã có bác sĩ lo. Cho nên là dần dần cái việc học những cái phương pháp chữa bệnh, tự chữa bệnh từ những cái kinh nghiệm dân gian, hoặc kể cả không dùng kinh nghiệm dân gian mà dùng luôn cái hệ thống y tế, hệ thống lý thuyết về y học đơn giản để có thể tự chữa và tự phòng bệnh cho mình, thì cũng càng ngày càng ít người biết hơn. Và chúng ta thấy rằng là cụ thể một cái việc đơn giản, một cái việc rất phổ thông, đấy là chăm sóc sức khỏe cho chúng ta, đúng không ạ?
thì chương trình đấy không nằm ở trong chương trình giáo dục phổ thông. Chúng ta làm gì có đâu. Chúng ta có bác sĩ, có các chương trình truyền hình bác sĩ ở mọi nhà. Thế nhưng mà chúng ta không được học một cách bài bản, một cách hệ thống về làm thế nào để chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của mình. Bởi vì lúc này, thì y học đã trở thành một hệ thống độc đoán rồi. Trong khi đấy, nếu như mà chúng ta nhìn lại cái hệ thống giáo dục mà chúng ta luôn luôn coi là lỗi thời, đấy là hệ thống giáo dục nho giáo đúng không? Ngày xưa thì các cụ được học nho, y, lý, số. Tức là sau khi học chữ nho xong thì cái thứ quan trọng tiếp theo đấy là y. Nó không phải chỉ đơn giản để hành nghề đâu mà còn là để tự bảo vệ mình. Quân tử phải phòng thân đúng không? Phòng thân bằng chữ nghĩa rồi. Phòng thân với số mệnh và phải phòng thân với thân thể của mình nữa. Thế mà cái hệ thống giáo dục công lập, hệ thống giáo dục công và phổ thông mà đang được dạy phổ biến ngày nay thì lại không phổ biến những kiến thức căn bản về ngành y và vệ sinh. Bây giờ chúng ta thử nhớ lại xem chúng ta được biết những gì về vệ sinh ngoài việc lau tay, rửa tay. Có bạn nào còn nhớ không ạ? Ngày xưa chúng ta học có cái quyển sách dạy sức khỏe ấy. Đó. Có dạy một số các bệnh đơn giản thì cách phòng ngừa các bệnh đấy đấy là đi tiêm vaccine đúng không? Gợi ý là đi tiêm vaccine, tiêm các mũi vaccine, phòng uốn ván, bạch hầu, các thứ bla bla bla. Rồi rửa mặt sạch sẽ, đánh răng sạch sẽ, rửa tay sạch sẽ. Đấy là những thứ mà chúng ta được biết, nó rất là sơ lược như vậy. Và bên cạnh đó thì cái hệ quả của cái hệ thống mà lệ thuộc hoàn toàn vào cái chữa bệnh ở bệnh viện, đó là nảy sinh ra rất là nhiều những cái bệnh mà sản sinh từ quá trình chữa bệnh, sản sinh từ những công cụ chữa bệnh, ví dụ như thuốc, các loại thuốc, các loại vaccine. Rất là nhiều những cái vấn đề, rất nhiều các căn bệnh khác nảy sinh trong cái quá trình mà con người sử dụng hệ thống y tế để giúp con người có một đời sống lành mạnh hơn. Các bạn thấy nó nghịch lý không ạ? Và không phải chỉ riêng y học. Ivan Illich bàn về rất nhiều những công cụ khác. Đặc biệt là ở trong cuốn sách này thì ông bàn về cả giáo dục nữa. Ngoài ngoài những cái bài về những cái luận về giáo dục của ông ở trong cuốn Công cụ cộng sinh này thì các bạn có thể đọc thêm một cái cuốn, những bạn nào học tiếng Anh ấy có thể đọc thêm một cuốn là Deschooling Society. Cái cuốn sách đấy là cuốn sách nền tảng của cái tư tưởng homeschooling mà John Holt chịu ảnh hưởng. Từ Deschooling ở đây thì có thể hiểu không phải là xóa bỏ hoàn toàn trường học đâu. Có rất nhiều người dịch là xóa bỏ trường học. Thì điều đấy là không chính xác. Từ Deschooling ở đây tức là giải trừ cái tính bắt buộc của trường học. Từ Deschooling có nghĩa là giải trừ. Đi kèm với Deschooling thì nó có một khái niệm khác mà trong kinh tế cũng xuất hiện, đấy là degrowth, có nghĩa là thoái tăng ở Buchhalter mình dịch là thoái tăng trưởng. Thì có rất là nhiều người hiểu nhầm cái khái niệm degrowth là xóa bỏ, là giảm tăng trưởng, có nghĩa là không tăng trưởng nữa. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Degrowth ở đây có nghĩa là không lệ thuộc vào cái nỗi ám ảnh tăng trưởng, bởi vì tăng trưởng là một cái công cụ đo, và bây giờ công cụ đo đấy không nên là công cụ đo duy nhất mà phải quan sát đến rất là nhiều những cái tham số khác nữa, sử dụng rất nhiều các công cụ khác nữa, các công cụ đo khác nữa, chứ không phải chỉ dùng mỗi cái công cụ đo tăng trưởng. Thì chúng ta thấy rằng là cái tư, mặc dù là Ivan Illich không bàn trực tiếp đến khái niệm degrowth, thế nhưng mà những cái tư tưởng của ông thì đều ảnh hưởng đến, đều chịu ảnh hưởng, đều ảnh hưởng đến phong trào degrowth. Chắc là nhờ Admin gửi một cái bài
của Ivan Illich bàn về khủng hoảng năng lượng mà mấy hôm trước mình có đăng á, gửi vào trong group để mọi người có thể click vào để xem, để đọc thêm. Bài đấy là một bài về cái trích từ cái, một cái trích đoạn từ mấy cuốn sách bàn về công bằng và năng lượng của Ivan Illich. Thì ở trong đấy có rất là nhiều những cái khía cạnh mà gần với thoái tăng trưởng. Trong cuốn Công cụ ổng sinh thì Ivan Illich còn đề cập đến các vấn đề, rất nhiều vấn đề khác nữa như là giao thông. Đấy là người ta phát minh ra ô tô, các loại xe để làm sao gắn kết mọi người với nhau hơn. Thế nhưng mà chúng ta lại mất thêm nhiều thời gian để di chuyển hơn. Đáng ra là đi nhanh hơn nhưng lại mất nhiều thời gian di chuyển hơn, đúng không? Người ta áp đặt giáo dục bắt buộc để tạo cơ hội, cho nhiều trẻ đến trường hơn. Thế nhưng mà lại tước mất đi cái khả năng tự học và niềm hứng thú học tập của học sinh. Rồi người ta thiết kế ra bom hạt nhân để kết thúc chiến tranh. Thế nhưng mà lại gây ra nhiều chiến tranh hơn. Rất là nhiều trường hợp như thế. Thì chúng ta thấy rằng là những cái hiện tượng nghịch lý này thì đã được bàn đến từ thế kỷ 19 bởi một tác giả, đấy là Jay Vong. Thì ông ấy nổi tiếng với một cái nghịch lý, đấy là nghịch lý Jay Vong. Nghĩa là khi mà câu chuyện liên quan đến cái nghịch lý Jay Vong thế này, tức là khi mà động cơ hơi nước được phát minh ra và ngày càng cải tiến hiệu quả hơn thì chúng giúp tiêu thụ ít than đá hơn và làm giảm chi phí sử dụng. Tiêu thụ rất ít than đá cho nên là rất là ưa chuộng, bởi vì là ai cũng thấy những cái lợi thế của động cơ hơi nước, thế cho nên là mọi người lại sử dụng cái động cơ này nhiều hơn, và như thế cuối cùng cái lượng than đá được sử dụng lại nhiều hơn. Tức là cái nỗ lực để cắt giảm cái lượng, cái việc sử dụng than đá thì lại khiến cho việc than đá bị sử dụng, bị khai thác nhiều hơn. Cái này Cho nên chúng ông ta thế nên à, là cái chúng này ta cũng phải cẩn thận. Vâng, Quân nói đi ạ. cái này em cũng đọc của Minh, ông nói rất là nhiều là Đúng rồi. mỗi cái sự tối ưu hóa về về hiệu năng, tức là kiểu giảm thiểu về về hiệu năng và tốn ít năng lượng hơn, thì thực ra nhưng mà cái đấy là nó chỉ giảm một cách relative thôi, tức là tương đối, còn lại tuyệt đối là số sự tiêu thụ nó tăng lên rất là nhiều, nên là cái sự giảm cái tối ưu hóa tương đối như vậy không đáng kể, thậm chí là nó chỉ tăng thêm lên. Thì đấy là vấn đề khi mà bàn đến những cái giải pháp thay thế, tức là chúng ta thay công cụ này bằng một công cụ khác thì cuối cùng nó vẫn gây ra một cái hậu quả tương tự như vậy. Đương nhiên là khó tránh, bởi vì tương lai thì công cụ nó, con người có thể không tiến hóa nhưng công cụ thì sẽ vẫn tiếp tục tiến hóa. Và cái sự lệ thuộc của công cụ ở đây thì chúng ta chú ý rằng là xét về bản chất đấy chính là cái khước từ cái khả năng tự chủ cá nhân, tức là hệ thống y tế không, hệ thống y tế là một công cụ là một công cụ và nó không có lỗi. Cái lỗi chính là con người đã khuyến khích nhau khước từ cái quyền chủ của cá nhân, tự chủ bảo vệ cái sức khỏe của mình, tự chủ về đối với cơ thể mình. Cái việc giáo dục ở trường học cũng thế. Trường học thì nó không có lỗi, nó là một công cụ mà rất là hiệu quả, bởi vì nó làm gia tăng nhanh chóng cái số lượng những người có thể biết chữ và có thể tối ưu hơn trong cái việc là tiếp cận tri thức, bởi vì chúng ta không phải đi lần mò ở ngoài mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận một cái kho kiến thức chung. Thế nhưng mà cái công cụ đấy đã bị lạm dụng do bởi vì con người lệ thuộc vào, và rồi nó bị lạm dụng, và khi mà nó bị lạm dụng và nó trở thành một cái công cụ độc quyền trong tay người khác ấy, thì nó lại càng muốn trói chặt những người mà ngây thơ ở sâu ở trong nó hơn. Và ở đây chúng ta chú ý, mình muốn nhắc lại một lần nữa rằng là cái sự lệ thuộc của công cụ chính là
cái sự khước từ khả năng tự chủ của cá nhân, và chúng ta ủy quyền hoàn toàn vào một thiết chế nào đấy. Vì công cụ khi mà bị lạm dụng để trở thành một thứ nhân rộng khắp xã hội thì nó trở thành một thiết chế mang tính áp đặt và yêu cầu chúng ta phải lược bỏ bản thân mình để tương thích với công cụ đó. Và Ivan Illich đã viết thế này ạ: nguồn gốc chính của cái sự bất công trong thời đại chúng ta là sự chấp thuận về mặt chính trị đối với các công cụ mà về bản chất đã hạn chế quyền tự do sử dụng cho chỉ một số ít người, các nghi lễ hào nhoáng cho mỗi người một phiếu bầu để chọn giữa các phe phái chỉ là che đậy sự thật rằng chủ nghĩa đế quốc của công cụ công nghiệp mang tính độc đoán và đang ngày càng phát triển. Các số liệu thống kê cho thấy sản lượng tăng và mức tiêu thụ bình quân đầu người cao đối với những năng lượng được xác định là một cách chuyên nghiệp chỉ che đậy cho mức chi phí vô hình cực lớn. Người ta được giáo dục tốt hơn, có sức khỏe tốt hơn, giao thông vận tải tốt hơn, giải trí tốt hơn và thậm chí còn được nuôi dưỡng thường là tốt hơn chỉ khi mục tiêu của các chuyên gia được coi là thước đo cho việc tốt hơn. Nghĩa là gì? Tức là khi một cái công cụ nó trở thành áp đặt cho đại đa số người thì cái công cụ đấy tự nó ra một cái tiêu chuẩn được gọi là đấy là tốt. Ví dụ như là chúng ta thấy trong giáo dục đúng không ạ? Môn toán, lý, hóa rất được ưa chuộng. Nói chung là các môn tự nhiên rất được ưa chuộng và nó trở thành một cái công cụ để đánh giá rằng người nào thông minh. Họ tạo ra thành một cái mặc nhiên là thông minh là giỏi các môn tự nhiên. Bởi vì đơn giản thế này thôi ạ. Học các môn tự nhiên, đặc biệt là môn toán ấy, thì tốn ít chi phí hơn so với cả học các môn xã hội. Bởi vì để tạo ra cái trí thông minh cho các môn xã hội mà không phải là học thuộc lòng. Học thuộc lòng là một thứ không cần thiết đối với môn xã hội, đặc biệt là trong thời đại Internet, bởi vì ta có thể tra cứu được. Chẳng ai tầm trương trích cú như cái thời mà thiếu thốn giấy tờ như ngày xưa hết. Thì nhưng mà đến bây giờ ta vẫn thấy rằng là các môn xã hội chỉ đơn giản học thuộc lòng đúng không ạ? Bởi vì học thuộc lòng là cái cách kiểm tra tốn ít chi phí nhất. Và cái điều đấy nó khiến cho những cái người học môn xã hội ấy, họ kém đi cái năng lực tư duy. Thì dần dần nó tạo ra một cái định kiến khi mà người ngoài, khi mà những cái người không hiểu biết thì họ nhìn vào, họ thấy rằng là học các môn tự nhiên thì mới là tốt, mới là một người thông minh, còn học những môn xã hội thì không. Tất cả chỉ đến với một việc là do cái chi phí khi mà học tập trong một cái môi trường học chung thì nó bị hạn chế. Các bạn có hình dung ra tại sao học các môn xã hội lại tốn kém nhiều chi phí hơn so với học các môn tự nhiên không ạ? Mà xin nói thật là các môn tự nhiên ở đây mà chúng ta học ấy nó cũng không hoàn toàn là được dạy một cách đúng đắn, đúng với các nguyên tắc của các môn tự nhiên. Bởi vì các môn tự nhiên thì nó phải dựa trên cái sự thí nghiệm và cái môi trường thí nghiệm, những cái công cụ thí nghiệm cũng phải cũng rất là tốn kém. Thì theo các bạn tại sao các môn xã hội lại là cái môn mà tốn kém nhiều hơn? Không những tốn kém nhiều hơn mà còn ít người có thể dạy được hơn. Người ta thấy rằng là có thể có khá là nhiều những thầy dạy toán giỏi, dạy lý giỏi, dạy hóa giỏi, dạy dễ hiểu. Thế nhưng mà tìm được bao nhiêu người dạy văn giỏi? Rất ít luôn. Theo các bạn thì tại sao ạ? Em thấy thì mấy cái môn đấy đòi hỏi tư duy trừu tượng rất là cao, và cũng cần cái một cái vốn vốn từ khá là rộng hơn so với cả các cái môn 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 tự nhiên. Ok. Ở đây thì mình chưa bàn đến cái tư duy trừu tượng hay là cái khả năng ngôn ngữ nhé.
mình chỉ bàn ở khía cạnh là về mặt kinh tế thôi, thì chúng ta sẽ thấy là như thế này, cái lượng tư liệu để học thực sự một môn xã hội là rất nhiều. Ví dụ như các bạn có nhớ trong môn văn chúng ta học đúng không ạ, có cái phần mà văn học trung đại ấy, các bạn có nghĩ ra đọc mấy bài thơ và đọc cái phần giải thích là có thể hiểu được văn học trung đại là gì không? Không ạ, các bạn sẽ phải đọc tác phẩm cụ thể, đọc rất nhiều, đọc thậm chí là bằng ngôn ngữ khác, bởi vì chúng ta có hai ngôn ngữ khác nhau, chúng ta có hai hệ ngôn ngữ, thậm chí là nếu mà ở Việt Nam học ba hệ ngôn ngữ là tiếng Hán, tiếng Nôm. Cái lượng chi phí cho việc dạy từng đấy kỹ năng và để tiếp cận từng đấy tư liệu để đọc một chủ đề rất là nhỏ cái ngành khoa học xã hội là tốn kém hơn rất nhiều so với việc là chúng ta học một phần về lượng giác hay là một phần về đại số. Cho nên là ở các ngành xã hội gần như là không có đủ cái gọi là không không có đủ tư liệu, không có đủ tiền để mà trang trải cho chuyện tư liệu. Còn chưa kể rằng là cái việc mà đào tạo ra một cái người có đầy đủ cái chuyên môn về các chuyên ngành xã hội thì nó cũng tốn nhiều thời gian hơn, bởi vì ngành xã hội thì không phải là chỉ đơn giản là chúng ta học trừu tượng mà chúng ta còn phải đi thực địa rất nhiều, còn phải có cái trải nghiệm thực địa nữa thì mới có thể thực sự hiểu về ngành xã hội. Thì cũng làm gì có chi phí thôi đi thực địa đúng không? Thế nhưng mà các ngành khoa học thì đã được, các ngành khoa học tự nhiên thì đã được hệ thống hóa, được lý thuyết hóa, nó thành một thứ quy chuẩn rồi. Còn ngành xã hội thì không, chưa, hiện tại thôi còn chưa có một cái quy chuẩn cụ thể. Thì nó dẫn đến một cái hiện trạng là nó đã bị lược bỏ, và chúng ta hình dung là chúng ta cũng tự lược bỏ toàn bộ những cái câu hỏi chất vấn, câu hỏi phản biện khi mà chúng ta học ngành xã hội, bởi vì chúng ta biết rằng cô giáo không có khả năng để có thể giải đáp cho ta những điều đó. Chắc chắn ở đây sẽ có những người mà có thể bây giờ các bạn không còn nhớ nữa, nhưng khi mà học văn thì chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi rất đơn giản như câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh thì tại sao vua Hùng lại ưu ái Sơn Tinh hơn. Câu hỏi đấy một đứa trẻ ngây thơ, bất cứ một đứa trẻ ngây thơ bình thường nào cũng sẽ đặt ra khi mà học văn, những cái câu kiểu như vậy. Thì cái nhiệm vụ của cô giáo, một cái cô giáo thực sự giỏi thì sẽ phải tìm cách để hướng dẫn cho đứa trẻ tìm ra câu trả lời, hoặc là đưa ra một số những cái hướng giải đáp để gợi mở cho nó. Thế nhưng mà chúng ta đã tự chặn mình, bởi vì chúng ta biết rằng cô giáo không thể trả lời được câu hỏi đấy, hoặc là câu hỏi đấy khi mà chúng ta đưa ra thì bởi vì cô giáo không trả lời được, cô giáo sẽ bảo chúng ta là hỏi linh tinh, không có ý thức đóng góp xây dựng bài, đúng không ạ? Thì đấy là một cái biểu hiện của cái việc mà chúng ta sẽ phải tự lược bỏ chính mình để tương thích với cái tình trạng công cụ kém, nhưng mà nó đã mang lại cái phổ rộng cho rất là nhiều người. Nói chung là khi mà công cụ nó chưa hiệu quả nhưng đã được nhân rộng và nó áp đặt khiến cho con người ta buộc phải tự gọt chính mình để tương thích với nó, thì đấy là một tình trạng lệ thuộc, một kiểu lệ thuộc. Và nó sẽ làm giảm đi cái tính cá nhân cũng như là cái năng lực sáng tạo, và nó khiến cho xã hội trở nên ngày càng thụt lùi. Ở đây thì Ivan Illich đã đưa ra 6 cái mối nguy mà cái sự lệ thuộc công cụ gây ra. Thứ nhất là phát triển quá mức đe dọa quyền được ở trong môi trường vật lý căn bản mà con người đã tiến hóa để thích nghi. Thứ hai là công nghiệp hóa đe dọa quyền có công việc cộng sinh. Thứ ba là lập trình con người quá mức có thể để phù hợp với môi trường thì làm thui chột trí tưởng tượng sáng tạo của họ. Đấy chính là câu chuyện mà vừa nãy chúng ta nói đấy. Thứ tư là mức năng suất mới đe dọa quyền tham gia chính trị. Thứ năm là sự lỗi thời bắt buộc đe dọa quyền được nương theo truyền thống, việc trông cậy vào các tiền lệ trong ngôn ngữ, huyền thoại, đạo đức và óc suy xét. Tôi sẽ mô tả năm mối đe dọa này như các phạm trù khác biệt nhưng có liên quan đến nhau.
đều có điểm chung là đảo lộn phương thức thành mục tiêu cuối cùng mang đến sự hủy diệt. Thứ sáu là sự thất trí ở khắp nơi, bắt nguồn từ sự hài lòng được vẽ sẵn nhưng gượng ép tạo thành mối đe dọa thứ sáu và có phần tinh vi hơn. Sáu cái mối nguy này các bạn có thể đọc kỹ ở trong cuốn sách, bởi vì có rất là nhiều những phân tích phức tạp mà nếu mà chúng ta đi sâu vào từng mối nguy thì chúng ta sẽ hết thời gian mất ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần tiếp theo, đấy là công cụ cộng sinh là gì. Chúng ta để ý ở trong tên cuốn sách thì nó không phải chỉ là công cụ mà là công cụ cộng sinh. Cái từ cộng sinh này tiếng Anh của nó là không biết nên phát âm như thế nào. convivality gì gì đấy, convivality. Đây, mình tên quyển sách, tên tiếng Anh của nó là Tool for Conviviality. Có nghĩa là, và cái từ convivial thường là hay nói về, trong tiếng Anh thì nó hay có nghĩa là sự chè chén, ăn chơi, hưởng lạc các thứ, nhưng mà cái đấy nó đã một cái sự biến nghĩa rồi. Và cái từ conviviality mà ở trong văn bản của Ivan Illich ở đây khi ông sử dụng thì nó có cái nghĩa là cái sự điều tiết, mà chị dịch giả thì chị chọn là cộng sinh, tức là công cụ mà nó đảm bảo cái tính hài hòa giữa con người và công cụ. Nghĩa là cái công cụ đấy nó sẽ không xóa nhòa cái tính cá nhân của con người mà trở thành một thứ mà bổ trợ cho cái sự sáng tạo của con người. Ông đã định nghĩa thế này về công cụ cộng sinh ạ. Công cụ cộng sinh thì nó chính là cái sự giao thoa tự chủ và sáng tạo giữa các cá nhân với nhau và sự tương giao giữa cá nhân với môi trường của mình. Và điều này trái ngược với phản ứng có điều kiện của cá thể đối với các yêu cầu mà những người khác và môi trường nhân tạo đặt ra cho họ. Và ông bàn rất nhiều ở trong chương thứ hai của cuốn sách là cái chương về chương về tái thiết kế cộng sinh. Ông bàn rất kỹ về cái sự khác biệt giữa công cụ cộng sinh, tức là cái công cụ mà nó khuyến khích cái sự sáng tạo của con người với cái công cụ mà nó mang tính thao túng, tức là con người sẽ phải tự lược bỏ chính mình để tương thích với cái công cụ đó. Nói chung là với Ivan Illich, một cái công cụ cộng sinh khi mà con người sử dụng thì con người sẽ sáng tạo hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Và ông cho rằng là với những cái công cụ mà càng dễ tiếp cận và dễ sử dụng thì nó càng có tính cộng sinh. Còn những cái công cụ mà quá cồng kềnh để sử dụng nó rất phức tạp và phải nương theo các thứ thì cái công cụ đấy là những công cụ mà thiếu tính cộng sinh. Ở đây có bạn Quân thì mình biết là bạn ý làm trong lĩnh vực công nghệ. Ở đây không biết là có bạn nào làm trong lĩnh vực công nghệ không? Chúng ta thấy rằng là dân công nghệ thì rất là đau đầu về câu chuyện là làm thế nào mà cái phần mềm hoặc là cái ứng dụng mà mình thiết kế ra thì nó dễ sử dụng và nó vừa dễ sử dụng này, nó thuận tiện này, và nó lại còn có nhiều tính tương tác, tức là con người có cái tính tự chủ trong, có dễ dàng sáng tạo đối với công cụ đấy, thì
Những cái công cụ đấy là những cái công cụ theo Ivanilic, nó là những công cụ mang tính cộng sinh. Đấy là những cái hướng tới cái tính cộng sinh. Và đi kèm với cái môi trường, cái công cụ cộng sinh đấy ấy, thì nó cũng đòi hỏi một cái môi trường cộng sinh. Bởi vì công cụ mà cho dù làm tốt đến đâu, nhưng một khi mà nó được sử dụng một cách độc đoán và áp đặt, thì cái công cụ đấy cũng sẽ trở thành một cái công cụ mà nó mang tính chất thao túng, chứ nó không còn là cộng sinh nữa. Ví dụ như ta có thể nhìn thấy các mạng xã hội như thế, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng một số các mạng xã hội như Facebook hay TikTok, nó rất dễ sử dụng. Vốn dĩ nó phải là những cái công cụ cộng sinh, đúng không? Nó rất dễ sử dụng này, nó cho phép chúng ta sáng tạo nội dung rất nhanh này, rất rất tiện lợi. Như kiểu TikTok thì cái việc mà quay một một cái người bình thường với kỹ năng bình thường có thể sáng tạo nội dung ở trên nó. Như Facebook cũng vậy. Thế nhưng mà nó bị áp đặt bởi những cái thiết chế xã hội, có thể đến từ cái sự độc đoán của người chủ của nó, hoặc cái người chủ mà phát minh ra nó, hoặc là cái sự độc đoán mang tính chất chính trị, những cái cơ chế mang tính chất chính trị, thì dần dần nó cũng không còn mang tính cộng sinh nữa. Thì chúng ta thấy rằng là một xã hội cộng sinh thì nó cần phải đi, nó là một cái điều kiện cần để cho công cụ cộng sinh có thể được thoải mái phát triển. Ivan Illich đề xuất một cái xã hội cộng sinh có tầm nhìn như sau. Để thay thế cho thảm họa kỹ trị, tôi đề xuất tầm nhìn về một xã hội cộng sinh. Một xã hội cộng sinh sẽ là kết quả của các sắp đặt xã hội để đảm bảo cho mỗi thành viên nhiều quyền truy cập phong phú và miễn phí nhất tới các công cụ cộng đồng, và hạn chế quyền tự do này chỉ khi nó xâm phạm tới quyền tự do tương đương của một thành viên khác. Ngoài ra thì một xã hội cộng sinh nên được thiết kế để cho phép tất cả các thành viên trong đó được hành động tự chủ nhất bằng các công cụ ít bị người khác kiểm soát nhất. Họ cần được cảm thấy niềm vui thay vì khoái lạc đơn thuần, tới mức các hoạt động của họ đều trở nên sáng tạo. Còn sự phát triển của các công cụ vượt ra ngoài một mức độ nhất định thì sẽ làm tăng sự hệ thống hóa, phụ thuộc, bóc lột và bất lực. Và một xã hội cộng sinh thì đồng thời cũng theo Ivan Illich là cũng phải chấp nhận cái tính đa nguyên của công cụ. Có nghĩa là nó phải cho phép nhiều cái dạng công cụ khác nhau để cùng thực hiện một cái mục tiêu khác nhau, chứ không phải là một công cụ áp đặt cho tất cả mọi người. Ví dụ như cái việc mà giáo dục bắt buộc ấy, là một kiểu áp đặt của công cụ. Đáng ra thì phải có rất nhiều các mô hình dạy và học khác nhau, chứ không phải chỉ đơn giản là hệ thống trường học. Thế nhưng mà hệ thống trường học đã trở thành một một thứ độc tôn, cái giải pháp độc tôn. Thì phải có cái sự đa nguyên công cụ này, các công cụ mới tự cạnh tranh nhau và hướng tới một cái đời sống tốt hơn, một cái giải pháp tốt hơn, và cũng đồng thời cũng tránh bị trường hợp rơi vào cái tình trạng như nghịch lý Jevons mà mình có đề cập ở trên. Như mình đã nói ở trên thì Ivan Illich rất quan tâm đến công nghệ thông tin, và ông cũng luôn băn khoăn về loại công cụ này tới mức là xuất hiện đi xuất hiện lại rất nhiều ở trong cuốn sách. Ông rất băn khoăn về việc là ông không dám hình dung ra về một cái công nghệ, một cái tương lai của công nghệ nó có thể phát triển đến đâu, và ông cũng tránh cái sự định hướng đấy. Ông cũng tự hạn chế bản thân mình cái sự định hướng đấy. Nhưng mà cái cuốn sách của ông ấy thì thực sự là đã truyền cảm hứng rất nhiều cho những cái người làm internet, và chúng ta có thể thấy rất là nhiều những cái thành quả mà hiện tại bây giờ internet đã mang lại và khiến cho cái xã hội nó mang tính cộng sinh nhiều hơn, mặc dù vẫn còn rất là nhiều những áp đặt độc đoán. Ví dụ như là
Internet thì cũng làm giảm cái áp lực của giáo dục bắt buộc, rồi gia tăng cái sự lan tỏa của những cái kiến thức y tế căn bản, không còn bị lệ thuộc vào việc là bắt buộc phải đi học ngành y thì mới biết kiến thức về y, đúng không? Chúng ta vẫn có thể tiếp cận được những cái kiến thức y tế căn bản, rồi chúng ta cũng thấy cái sự lên ngôi của rất nhiều những cái y học bản địa như là Đông y hay là Ayurveda thì cũng xuất hiện nhiều. Rồi cái sự cạnh tranh toàn cầu ấy cũng giúp cho công cụ trở nên có tính đa nguyên hơn. Cái này chúng ta nhìn thấy rất là rõ ở trong cái nếu mà các bạn theo dõi cái bộ Những Gã Khổng Lồ Truyền Thông ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái cuộc cạnh tranh giữa Google và Baidu trong cái công cụ search. Và chúng ta cũng thấy rằng xã hội, cái biểu hiện của xã hội đa nguyên đấy là cùng một lúc hiện tại bây giờ vừa tồn tại những cái xu hướng công cụ công nghiệp hoặc những cái sản phẩm công nghiệp, và vừa tồn tại những cái sản phẩm thủ công, và mỗi cái thì nó đều có vai trò của mình ở trong cái nền kinh tế theo những cái hướng rất là khác nhau. Thì xã hội cộng sinh đã xã hội đã có mang tính cộng sinh nhiều hơn về cái sự đa nguyên của công cụ nhiều hơn. Dù vậy thì nó vẫn còn những cái tàn dư của cái tính độc đoán, nhưng mà Ivan Illich cũng nói rằng là không có nghĩa rằng trong một xã hội cộng sinh thì sẽ kết thúc sự độc đoán, nó sẽ không hoàn toàn như vậy, nó sẽ vẫn có những cái yếu tố độc đoán hoặc thao túng nhất định nào đó. Thế nhưng mà cái việc mà chấp nhận cho có nhiều cơ hội hơn, có nhiều khả năng hơn, thì bản thân nó cũng đã chính là cái sự cộng sinh rồi. Và mình nghĩ rằng là thực sự là Internet đã thúc đẩy cho cái xã hội cộng sinh có nhiều cơ hội hơn. Đương nhiên chúng ta cũng cẩn thận, bởi vì chúng ta cũng có thể bị lệ thuộc vào cái công cụ đó. Thì đấy là toàn bộ cái phần trình bày của mình ngày hôm nay. Không biết là các bạn có chia sẻ hay là có câu hỏi gì thêm không ạ? Xin mời các bạn ạ. Có bạn nào có chia sẻ hoặc có câu hỏi gì hơn? Nếu không có ai có câu hỏi, có chia sẻ gì thêm thì mình sẽ xin phép dừng chương trình ở đây ạ. Bạn Thúy Trần chia sẻ là tính áp đặt của công cụ nghe giống thỏa thuận riêng tư mỗi khi đăng ký một app hay một social media. Có lẽ thế, kiểu bạn có muốn nhường quyền riêng tư, ủy quyền quyền riêng tư của bạn cho tôi không? Bởi vì chúng ta không được phép lựa chọn không, đúng không? Nếu mà lựa chọn không, chúng ta không được sử dụng nó nữa. Đấy là một cái chúng ta tự lược bỏ cái quyền riêng tư của mình để buộc phải sử dụng cái công cụ đó. Mời Quân ạ. Em đang thấy em đang đọc cái phần khi mà ông ấy nói là tạo ra những công cụ mà khiến con người có niềm vui và có sự tự chủ trong đấy, thì em cũng đang cố hình dung nó sẽ như thế nào. Ông có nêu cái ví dụ cụ thể liên quan đến cái công cụ mà nó thỏa mãn cái điều kiện này không chị? Thật ra cái công cụ mà khiến cho người ta có niềm vui hoặc là ở trong cái niềm vui hoặc là sự sáng tạo ở trong đó ấy, thì Ivan Illich không không nhắc đến cụ thể ở trong cuốn sách. Ông cũng nói rất nhiều là ông ấy không có ý định khuyến khích một dạng công cụ nào cụ thể, bởi vì có một vấn đề là như thế này, bởi vì công cụ ấy nó lại phù hợp với tùy từng cá nhân. Đấy là lý do mà cần có cái sự đa nguyên về công cụ ấy.
Bởi vì có những cái công cụ mà với mình nó là một thứ mang lại niềm vui, nhưng với người khác thì nó lại mang lại sự tồi tệ. Thế thì đấy là cái quan điểm của Evangelic. Ví dụ như mình chẳng hạn thì mình rất thích pha trà đúng không? Thì với mình cái bộ ấm trà nó là một cái thứ mà làm cho mình bình tâm trở lại và nó khiến cho mình cảm thấy vui khi mà sử dụng nó, nhưng không phải lúc nào mình cũng thấy vui. Có những lúc mình dùng nó mình rất là bực và cũng cùng cái bộ ấm chén đấy, nhưng có những người trong gia đình mình khi nhìn thấy nó thì chỉ thấy phiền thôi, bởi vì lúc nào cũng sợ nó vỡ. Thì cái công cụ như một cái ấm trà đấy nó thực sự là một cái công cụ cộng sinh, bởi vì với nó thì mình có thể tự cảm nhận được cái hương vị của trà, và mình có thể tự sáng tạo cái cách mình phối các phối à mình rót nước và mình tạo ra cái vị trà ngon theo cái cách của mình. Thì với mình nó là một công cụ mang tính chất sáng tạo đối với mình. Thế nhưng mà với người khác thì nó là một thứ phiền toái. Thì mình cũng không thể nào áp đặt người ta sẽ sử dụng cái công cụ đấy được. Với người ta có thể người ta sẽ thích cái công cụ khác. Như thế cho nên là rất khó để có thể nói rằng là cái công cụ nào thì nó là chuẩn của cộng sinh, là công cụ nào thì không. Mà ở đây chúng ta chú ý rằng là cái thứ mà nó mang tính thao túng ấy, thì sẽ là một cái thứ mà nó mang tính áp lực. Tức là nó là một cái công cụ mà rơi vào tay những cái người cầm quyền và họ muốn áp đặt đến tất cả mọi người, thì nó mới là một thứ gây ra vấn đề. Hiểu không? Một cái Thì thứ gì quan đó điểm của anh thống đây soát. đúng rồi. Vâng, mời bạn Thúy ạ. Mình chỉ muốn chia sẻ một chút suy nghĩ về cái tính bất lực thôi. Vì Ok. giống như mình đang hiểu là Ivan dự đoán là các công cụ chắc chắn sẽ tạo ra cái sự bất mãn, cái sự khó chịu của người dùng. Mình thấy cái tiên đoán nó khá là hay, giống như là kiểu mình nhìn với các bạn ở ở thế giới thứ nhất, các nước phát triển thì thấy các bạn có đầy đủ mọi thứ, nhưng mà các bạn thì lại thấy là rất là khó chịu, có rất là nhiều vấn đề. Thì có lẽ một trong những nguyên nhân đó có thể là bởi vì những cái sự đầy đủ của các bạn là do công cụ hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn một cuộc đời tuyệt vời, nhưng mà bởi vì cái expectation, cái mong đợi ban đầu quá cao, cho nên là không phải ai nó cũng đáp ứng được, và nó không đủ cái sự đa dạng của công cụ để đáp ứng tất cả mọi người, nó lại sinh ra một cái vòng lặp luẩn quẩn như vậy. Thì cái đấy mình nghĩ là có thể là chúng ta cũng sẽ biết được cái điều đó rồi, thì chúng ta sẽ nhìn nhiều điều ở trong cuộc sống nó khác đi một chút. Như mình cảm thấy là bản thân mình thì cũng hay mong đợi khá nhiều ấy, thì có lẽ là mình cũng phải xem lại xem cái gì tạo, cái công cụ nào nó tạo ra cái mong đợi của mình nhiều đến vậy mà mình lại hay khó chịu về một số điều nhất định. Mình thấy cái ý đó khá là hay. Cảm ơn Thúy, Thúy chia sẻ rất là thú vị ạ. Bây giờ là 9:39 rồi ạ. Nếu không ai có thêm ý kiến hoặc chia sẻ gì thì mình sẽ xin được kết thúc chương trình ở đây. Cái cuốn Công cụ cộng sinh này thì nằm ở trong bộ sách chuyên về thái tăng trưởng và phát triển bền vững. Hiện tại bây giờ Book Hunter đã xuất bản được 4 cuốn rồi. Đấy là cuốn Kinh tế học thiêng liêng, cuốn sách này thì đã hết sách, cũng đang sắp sửa tái bản. Rồi cuốn Tương lai sẽ là thoái tăng trưởng, một cuốn rất là khó đọc về lý thuyết kinh tế liên quan đến thoái tăng trưởng, Degrowth. Cuốn về khí hậu, câu chuyện mới. Lần trước thì mình vừa làm read and chat và mình cũng viết một bài khá là sâu về cuốn này. Và hôm nay thì mình chia sẻ về cuốn Công cụ cộng sinh của Ivan Illich. Và thực ra thì mình rất là cảm ơn cuốn sách và cảm ơn các bạn. Bởi vì cuốn sách tự nhiên gợi ý cho mình
Hiểu được tại sao có một số công cụ mình rất ghét, bởi vì nó khiến cho mình phải buộc phải lược bỏ cái con người của mình. Thì đến khi mà đọc cái cuốn sách này, mình mới nhìn thấy một cách rõ ràng là hóa ra là do những cái không phải mình ngu mà cái công cụ ấy nó ngu. Và cái điều đấy khiến cho mình tự tin hơn với những cái thứ mà mình đang có và mình đang làm. Xin cảm ơn các bạn. Và cái cuốn Công cụ cộng sinh này thì trong ngày hôm nay những bạn nào đặt sách thì đang có cái chương trình ưu đãi là 15%. Các bạn có thể liên hệ với fanpage Book Hunter hoặc là liên hệ Facebook của mình nếu các bạn có Facebook của mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha.